Hello mọi người. Sáng nay vừa được 11 con than trống và 9 than mái thì hết than trống rồi. Có con nó đẹp quá thì nó lại bị lỗi. Lỗ vốn luôn rồi. Thôi kệ nó. Giờ coi cái tội này đi dạy gì. Người ta hay nói là dạy chết ha. Dạy stress à, cái con này con Halloween ha. Đây. À, rớt trứng là ngày 2 tháng 9 mà nợ là ngày 17 tháng 9. Mà nó có một con à, cái con này cái lần đầu tiên nó là mẹ. Lần đầu tiên nó là mẹ cho nên nó đẻ có một trứng thôi. Đó, bây giờ em lấy nó ra cho các anh xem ha. Đó, cho con nó phơi nắng một chút xíu. Đó, con này là được 5 ngày tuổi rồi ha mấy anh ha. Nó được 5 ngày tuổi rồi. Đó, để em cho nó ra nắng một chút xíu cho nó có canxi D ha. Nó có canxi, như là bổ sung vitamin D nữa. Đây nè, giới thiệu với mấy anh ha, con này rất là to dài. Nhưng mà lâu lâu nó thỉnh thoảng đó, đấy. Chim mới tinh luôn, mới về sáng nay luôn mà nó bị vậy. Anh em nào mua em sẽ thanh lý nửa giá cho anh em về nuôi thả vi, chim rất đẹp. Đó, con chim con nè các anh ha. Bữa nay ngày thứ 5 rồi, rất là đã ha. To, rất là to. Có đúng một con duy nhất, có thể cái con này nó sẽ là cái con trống. Đó, nó đang mọc lông ha. Rất là đã luôn. Nó phơi nắng cho nó tí xíu vậy thôi ha. Đó, con mẹ nó rất khéo, con mẹ nó tự đút cho con nó ăn luôn. Cái dòng yến này thì các anh cũng biết rồi, có những cái con nó chỉ biết đẻ thôi. Đấy, nó đòi ăn ha. Đấy, nó đòi ăn. Rồi, em sẽ bỏ vô đây để cho nó, cho con mẹ nó cho nó ăn. Thì nói chung là em chỉ có bổ sung nắng sáng nó khoảng chừng tí xíu vậy thôi, cho nó có nắng thôi. Nó chim được 5 ngày tuổi rồi, bây giờ nó mở mắt rồi ha. Cặp này chuẩn bị rớt trứng nè, các anh thấy con mái nè. Đó, các anh nhìn thấy cái bụng của con mái ha, đó nó sắp sửa nó đẻ luôn rồi nè. Các anh để ý cái bụng của con mái ha, sắp sửa đẻ luôn rồi. Có điện thoại. Đây nè, cái cặp này nó cũng đang phá ổ đây nè. Cặp này cái con mái là cái con Ozabel. Mái nhập Ozabel. Còn cái con trống là con Timbrado. Các anh thấy cái vòng nhập ha, cái vòng chân đó là vòng chim nhập. À, còn bên này là cái cặp bạch kim ha, trống bạch kim. Ấy lộn, con trống bông cúc, con mái bạch kim. Đó, con mái các anh nhìn cái tù của nó, nhìn cái phần bụng của nó ha, nó chuẩn bị nó rớt trứng rồi. Chắc có thể là hôm nay và ngày mai nó sẽ rớt trứng thôi. Đây này, em sẽ quay từ dưới lên trên cho các anh xem. Như các anh cũng thấy rồi ha, nó chuẩn bị nó rớt trứng rồi, trong ngày hôm nay và ngày mai thôi. Rồi, có anh em nào mà có muốn ủng hộ em cái con than nó bị lỗi về thả vi thì cứ liên hệ lại với em, số điện thoại, địa chỉ cũng như là thông tin em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của cái video nha mấy anh nha. Rồi, cái số điện thoại đó các anh thấy rồi ha, chim mới về luôn, cho cái lồng là nó bị, thì cái trường hợp này nó cũng rất là hiếm, chim bội mà nó bị như vậy giống như chim mà đã nuôi rồi. Rồi, anh em yêu mến em thì có thể đăng ký kênh ủng hộ hoặc là gọi điện thoại. Số điện thoại và địa chỉ cũng như là các cái tài khoản ngân hàng gì đó thì em sẽ để ở trong cái phần mô tả của cái video nha mấy anh nha. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo.